không biết nhìn đường à? Xin lỗi. Văn Danh này, mày có vấn đề về thần kinh à? Nhìn quần áo mày cũng sáng sủa, đắt tiền đấy. Mặt mũi thì cũng tạm được, mà lại ất ơ thế này. Tiếc thật đấy. Đi về nhà. Tao nói tử tế đàng hoàng mà mày không hiểu à? Hả? Mày đừng tưởng mày giả khùng giả điên ở đây mà tao tha cho mày nhá. Quần áo của tao bị mày làm bẩn rồi. Mau đền tiền cho tao. Không có, không có tiền. Hóa ra cũng chỉ là vài ba món đồ ăn vớ vẩn này thôi à? Không có, về nhà. Cái con Danh này, mày tự kỷ thật đấy à? Hả? Danh con láo tết. Em ngồi đi. Nhà anh gọn gàng thật đấy. Em sang chơi nên là anh phải dọn mà. Đáng lẽ hôm nay qua chơi em định mua quà sang cho em gái anh, nhưng mà lúc nãy đồng nghiệp nhớ lên lớp thay, muộn quá nên là không kịp mua anh ạ. Em không phải vất vả thế đâu. Nếu đồng nghiệp nhờ ấy, em giúp được thì giúp thôi, không giúp được thì mình cứ từ chối. Ra ngoài đường gặp con mèo con chó hoang, em còn muốn cho chúng nó ăn. Đến động vật mà em còn thương như thế, nữa là con người. Hơn nữa em là giáo viên mà, được dạy bọn trẻ học, em cũng vui lắm anh ạ. Em hiền mà, chắc nhiều sinh quý em lắm nhỉ. Vâng ạ, có nhiều lớp cứ muốn em làm chủ nhiệm cho chúng nó đấy. Ơ, mà em gái anh đâu ạ? À, đang chơi trong phòng ấy, để anh vào gọi nó ra nhá. Vâng. Nào, đi vào đây. Anh ơi, người xấu. Thôi ngoan nào, đây là chị Linh, người yêu của anh, không phải người xấu đâu. Anh đuổi đi. Hóa ra em gái của anh lớn như thế này à? Mấy lần nghe anh kể, em tưởng nó bé lắm cơ. À, tội nghiệp con bé, nó bị tự kỷ từ bé, nên nó sợ người ngoài em ạ. Độc ác lắm. Hôm trước ra đường ấy, nó bị người ta bắt nạt, nên bây giờ vẫn sợ đấy. Ai lại bắt nạt con bé thế hả anh? Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là khi nó đi ra đường ấy, về đến nhà thì quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì luộm thuộm, đồ ăn thì chả còn. Hỏi ra ấy, nó bảo bị người xấu bắt nạt. Con bé mang bệnh tật như thế này là đã thiệt thòi lắm rồi. Cái người bắt nạt con bé đúng là vô nhân tính thật đấy. Nên là anh có dám để con bé đi đâu một mình đâu. Sắp tới anh phải đi công tác, chắc anh phải gửi nó về quê thôi. Thôi người giúp việc ấy, anh không yên tâm lắm. Không cần đâu anh ạ, để em chăm con bé cũng được mà. Thôi, thế thì phiền em quá. Cho anh gửi về quê cho cô chú trông thôi. Anh, em chăm không hơn là đi nhờ người khác à? Hơn nữa, em gái anh em còn không chăm được, thì sau này mình cưới nhau, em còn quán xuyến việc nhà, chăm con giúp chồng làm sao được. Anh đuổi đi. Nhưng mà con bé có vẻ không quý em lắm. Chắc là mới gặp nên thế thôi. Nếu mà tiếp xúc một thời gian, chắc là nó sẽ quý mến và thân thiết với em hơn đấy. Anh không nghĩ thế à? Anh thật may mắn quá, mới gặp được người hiểu chuyện, người hiểu biết quan tâm người khác như em đấy. Anh quên em là giáo viên à? Việc gì chứ, em giỏi nhất là chăm sóc người khác đấy. Thôi, ngoan nhá, đi trong phòng chơi đi, để anh mua kẹo cho. Thôi, vào nhà chơi đi. Ngồi đi. Mày quét cái kiểu gì đấy? Vẫn còn bẩn thế này.
Này, mày bỏ ngay cái bản mặt nhăn nhó đấy đi nhá. Mày tưởng tao muốn ở cùng mày lắm à? Chẳng qua ấy, là tao muốn lấy lòng cái thằng anh giàu có của mày, nên tao mới phải khốn khổ ở cùng một cái con dở hơi như mày đấy. Vừa mới nhắc xong mà cái thằng anh của mày rảnh thật đấy, gọi suốt ngày. Alo. Vâng ạ. Lan Anh nó vừa ăn xong đi ngủ rồi anh ạ. Vâng. Mà anh gửi cho em thêm tiền đi nhá, Lan Anh nó đòi mua quần áo mới đấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Em chào anh nhé. Kể ra cái số mày cũng sướng thật đấy, bệnh tật đầy mình nhưng lại có thằng anh lắm tiền. Tao phải làm gì cũng có cái để ăn. Tao mà như mày, tao cũng muốn bệnh tật cả đời. Đói. Đói à? Đói thì đi lấy cơm nguội mà ăn. Từ từ đã. Đi xuống mua tay ít hoa quả đi. Ai cho mày ăn? Đói. Đói lắm à? Cơm nguội tiêu rồi, không ăn được có đúng không? Tao cũng thương mày lắm, nhờ có mày mà tao mới rút được tiền từ thằng anh mày đấy. Ăn đi. Sao thế? Không ăn à? Nuốt. Nuốt. Ngoan biết chưa? Không được mắt với anh Tú. Nếu không ấy là chị đánh chết. Ai cho mày ăn đồ ăn trong tủ lạnh hả? Đói. Đói lắm. Tao đã bảo là mày chỉ được ăn những cái thứ này thôi cơ mà. Anh ơi, người xấu. Bây giờ ấy, mày có gọi anh mày hay gọi bố mày ra thì cũng thế thôi. Tiền của anh mày tao đã mua sắm hết rồi. Con điên này. Mày ấy, mày cứ dở điên dở dại như thế này cũng tốt đấy. Tao sẽ bảo với anh mày là mày lên cơn. Mày ăn nói hàm hồ, nói bậy nói bạ. Alo, Lan Anh đâu rồi? À, Lan Anh nó đang xem phim anh ạ. Anh muốn gặp Lan Anh. À, nhưng mà con bé nó không gặp đâu anh ạ, nó đang mải xem phim quá. Em cứ cho anh gặp Lan Anh đi. Mày ra đây. Bây giờ ấy, tao sẽ call video với anh mày. Mày liệu hồn mà tươi tỉnh lên. Mày mà nói hớ câu nào ấy thì liệu hồn với tao đấy. Mày nghe rõ chưa? Mày cứ cẩn thận đấy, đừng để tao điên lên. Tao mà điên lên tao đánh cho mày như đòn đấy. Đi ra đây. Nín. Lan Anh, chào anh đi em. Ủa, thế đủ rồi đấy. Em có đau lòng không? Xin lỗi nhá. Anh, sao anh về sớm thế ạ? Sao anh không nói trước với em một câu? À, Lan Anh nó vừa bị ngã đấy. Em bảo nó đừng có chạy lung tung rồi mà nó không nghe em cơ. Cô vẫn định lừa tôi đấy à? Tôi nhìn thấy hết rồi. Anh mua quà cho em đấy à? Cảm ơn anh nhá, em thích lắm.
Em với cả Lan Anh sẽ dùng chung ạ. Tôi đưa tiền cho cô ấy để cô mua cho em tôi ăn cao lương mỹ vị này à? Không, em đang định vứt đi mà. Sao, sao không? Mày... Cô đừng dọa em gái tôi nữa. Giờ này cô vẫn còn giả vờ à? Tôi tưởng cô là người lương thiện, dịu dàng. Hóa ra cũng chỉ là đồ đạo đức giả thôi. Phải, tôi đạo đức giả đấy. Thì làm sao? Anh có giỏi thì ở nhà mà trông con em bệnh tật của anh đi. Tôi là cái gì? Tôi là ruột thịt máu mủ của nó à mà anh bắt tôi ở nhà hầu nó? Vậy sao? Ai là người trước đây muốn giúp tôi? Vì gì? Vì tiền à? Đúng rồi đấy. Thế anh nghĩ là tôi yêu anh thật lòng à? Làm ơn đấy, bớt tin người đi anh Tú ạ. À. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi sẽ không chứa chấp một người như cô. Được thôi. Nếu mà đã đuổi thì tôi đi. Nhưng mà nói trước ý, số tiền mà anh cho tôi ý, tôi không trả lại đâu. Thế nhá, tạm biệt. Khoan đã. Cô nhìn đi, quen chứ? Anh... Mọi hành động đáng lên án của cô ấy, tôi đã quay lại hết rồi. Một người giáo viên mà không có đạo đức nghề nghiệp như cô ấy, lên bỏ nghề đi. Tôi sẽ khởi kiện cô vì tội hành hung người khác. Anh, em xin anh đấy. Nếu mà anh kiện thì tương lai của em, nghề nghiệp của em sẽ thế nào ạ? Anh ơi, em xin anh đấy ạ. Lúc cô hành hung, bắt nạt em gái tôi ấy, thì đạo đức nghề nghiệp cô để đi đâu? Giờ cô nói gì cũng muộn rồi. Cô hãy chuẩn bị tinh thần ấy để kiếm cho mình một công việc mới đi. À quên, cô còn phải chuẩn bị tinh thần để lên trình báo với cơ quan công an cơ mà. Giờ thì được rồi, cút ra khỏi nhà tôi. Nhanh!